Mình chào tất cả các bạn nhé, chào các bạn đến với vlog của mình. Thì hôm nay mình làm cái vlog là rửa chén bát cho vợ. Ok, mình nghĩ đây là một hành động rất là tuyệt vời, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn hay chia sẻ công việc. Đâu phải là đàn ông không rửa được chén bát đâu, đúng không các bạn? Thì nhiều người cứ có suy nghĩ tiêu cực là đàn ông không phải rửa chén bát, mùi trợ là việc của người phụ nữ. Rồi tóm lại là nhiều người có suy nghĩ giống như vậy. Người ăn uống rồi người phụ nữ phải vào bếp làm nội trợ, rồi thở nấu ăn rồi rửa chén bát giặt đồ, không phải nhá các bạn nhá. Bây giờ mình nói thật, bây giờ là 2024 rồi, phụ nữ đàn ông bình đẳng, đàn ông cũng có thể rửa chén bát làm nồi chờ đấy, cùng nhau chia sẻ làm việc nhà các bạn ạ. Chứ không phải là có cái suy nghĩ tiêu cực như vậy. Cho nên là mình làm cái vlog này là để nói với các bạn rằng là đàn ông chúng ta cũng có thể rửa chén bát và làm nồi chờ. Đấy là điều tuyệt vời, không có gì mà phải e ngại hết các bạn nhé. Một việc thì mình nghĩ là cuộc sống hôn nhân gia đình nó mới hạnh phúc được, mình nghĩ là như vậy các bạn. Chia sẻ
bác có gì khó khăn đâu các bạn, rất là đơn giản. Mình chỉ là đi làm công nhân thôi, mình làm từ 7 giờ 4 giờ mình mới tan ca. Đấy, tan ca xong là mình đi làm về, xong là mình đóng con rồi vừa đi chờ các bạn, buôn bán đồ các kiểu ấy. Chiều các bạn mình con vợ đi chợ về từ 7-8 giờ mới về các bạn. Video này thấy hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho những người khác xem video, biết đến video này của mình các bạn nhé. Mục đích video này của mình là mình chỉ muốn truyền cảm hứng. Cho những người mà có cái suy nghĩ gọi là tiêu cực về việc mình đang có người chén bát video này mà có những cái suy nghĩ tích cực,
cảm ơn các bạn ơi. Cảm ơn các bạn. Bạn rửa trên bát nhớ rửa sạch dầu các bạn nhé, tại vì dầu nó không tốt cho sức khỏe của mình. Bạn rửa sạch, rửa sạch trên bát các bạn nhé, xả nước rửa kỹ vào. Các bạn đừng sợ tiết nước, nhiều người rửa trên bát sợ tiết nước, các bạn không dám xả nước để rửa cho sạch. Bạn đi xá rất thoải mái, sức khỏe mình là quan trọng các bạn. Còn sức khỏe nó bỏ tất cả phải không các bạn? Đấy, sau này các bạn đó, có nhiều vậy thôi mà. Đấy các bạn ạ, mình rửa xong rồi các bạn ạ, cũng đơn giản thôi, có gì khó khăn đâu. Thì mong các bạn xem video này hay chia sẻ cho những người khác xem các bạn nhá. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha, chào các bạn.